Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi độ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay con biết được hoàn cảnh của bà Tư sức yếu tuổi già. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi độ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay con biết được hoàn cảnh của bà Tư sức yếu tuổi già. Nên con đến ở đây chia sẻ một chút yêu thương thì có món quà của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ. Dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, có tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Chào yêu thương chia sẻ một chút niềm vui với bà khi mà bà đã lớn tuổi. Nay con mang cái món quà đó chính là 300 ngàn đến trao tặng cho bà để bà có tiền bà mua cái gì bà thèm bà ăn. Con xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp rất là nhiều. Chúc cho vợ chồng của cô chú sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh hồi hướng công đức lành ngày hôm nay, trao duyên lành với bà Tư. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trao tặng món quà của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp cho bà.